Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với video hướng dẫn tiếp theo của mình ngày hôm nay. Và ở trong cái video này thì mình sẽ bắt đầu làm quen với cái giao diện của Zalo Official Account. Thì ở cái bảng trang chủ như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là cái tên tên tài khoản của chúng ta. Đây, ví dụ như ở đây thì ngày hôm qua mình có tạo ra một cái tên, đó là công ty Remaker đào tạo kinh doanh này, thì nó đã duyệt cho mình. Và ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là số lượng người quan tâm này. Ở góc trái này mọi người có thể nhìn thấy là số lượng người quan tâm, cũng như là cái phần thiết lập tài khoản này thì mình đã thiết lập được 75% rồi. Thì mọi người có thể biết được cái chi tiết mọi người thiết lập đến đâu rồi, mọi người có thể thiết lập tiếp. Và ở phần thông báo từ ban quản trị này, mọi người có thể xem thêm những cái thông báo ở đây. Và ở phần bên phải này thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái bài viết của chúng ta là có lượt xem bài viết là bao nhiêu này, lượt tương tác này, cũng như là số người quan tâm. Và ở đây thì chúng ta cũng xem được là 30 phút vừa qua thì lượt xem bài viết nó như thế nào, và lượt tương tác cũng như là người quan tâm này. Đó. Còn bên dưới này là một cái bảng thống kê trong vòng 7 ngày trước, và cái thời gian của chúng ta có thể lựa chọn thay đổi, đó là 30 ngày hoặc là tháng trước này. Đó, chúng ta có thể xem được những cái bài viết, lượt xem bài viết này. Tiếp đó là cái bài viết có nhiều tương tác ở trong vòng 7 ngày trước thì nó sẽ được thống kê ở đây. Mọi người có thể xem ở đây. Ok, và đến phần podcast này thì chúng ta có thể xem được cái phần gửi podcast này. Đó. Ở phần gửi podcast này thì chúng ta cũng có thể xem được lịch sử này, bản nháp này và cái phần đặt lịch của chúng ta. Đó. Chúng ta có thể xem được những cái lịch sử này. Ở đây thì nó có cho hiện là 100 trang này, tối đa 100 trang. Và ở sang cái phần mục chat này thì chúng ta sẽ check được những người đã quan tâm của chúng ta. Đây kiểu như là một cái danh sách khách hàng ở trên chatbot fchat hoặc là manychat ấy. Thì chúng ta có thể xem được ở đây. Rồi. Đây là chúng ta sẽ bấm vào xem thêm. Đó, ở đây thì nó mới thông báo là Zalo cập nhật chính sách và hạn mức gửi tin nhắn mới này, thì chúng ta phải bấm vào xem thêm này. Đó, thì chúng ta sẽ xem thêm ở phần này. Ok, đến phần quản lý nội dung này thì chúng ta sẽ quản lý được những cái bài viết cũng như là những cái video của chúng ta, như bản nháp này, đặt lịch này, đó, nó cũng dễ thôi. Mình có thể xem thêm ở những cái cột menu như này. Và cái cột thống kê này thì chúng ta sẽ biết được người dùng cũng như là lượt tương tác bài viết, video, thanh menu V1 và thanh menu V2 cái cửa hàng của chúng ta như thế nào. Chúng ta có thể bấm vào để xem thêm. Ok, cái đấy ở đây thì chúng ta sẽ biết được cái số lượt thống kê cũng như là số người quan tâm tới chúng ta hoặc là số người bỏ quan tâm chúng ta theo từng ngày, từng tháng. Chúng ta có thể lựa chọn thời gian ở đây. Đó, lựa chọn thời gian ở đây và sẽ thống kê được cái độ tuổi. Thống kê cái độ tuổi này. Đó, lựa chọn 7 ngày trước, 30 ngày, tháng này, tháng trước này. Đó, thời gian chúng ta có thể là lựa chọn ở bên này. Bên dưới là thống kê theo giới tính thì cũng tương tự như cái thống kê theo thời gian, và tổng quan cái số người quan tâm ấy thì nó cũng được vẽ theo một cái biểu đồ, mọi người có thể chi tiết hơn. Ví dụ mọi người quan tâm tới ở Hà Nội này đấy, hoặc là Hồ Chí Minh thì nó sẽ hiện ở đây. Đó, mọi người có thể xem ở đây, xem thêm cái mục ở bên góc ba gạch này. Mọi người bấm vào, mọi người có thể download file về để xem thêm. Rồi, và ở cái phần quản lý này thì ngày hôm qua thì mình đã hướng dẫn mọi người cái cách để chỉnh sửa cái thông tin tài khoản rồi, và người dùng này để xem người dùng này, cũng như là cái quản lý admin này. Đó, thì mọi người có thể là thêm quyền admin, bấm vào mời này và sau đó nhập số điện thoại. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập cái số điện thoại này và kiểm tra này xem là ai này. Đó, đây, đây là bạn Nguyễn Đăng Duy, mình sẽ cho làm quản trị và mình sẽ bấm vào gửi lời mời. Rồi, thì cái lời mời này sẽ được gửi, và khi bạn Nguyễn Đăng Duy đồng ý thì bạn ấy sẽ được làm quản trị của cái Zalo Official này của mình. Ok, đó là cái phần admin. Còn cái phần tin nhắn hệ thống này thì mọi người có thể xem những cái tin nhắn hệ thống ở trong này, ví dụ thông báo quản trị này. Đó. Mọi người có thể xem đây, xem thêm những cái hướng dẫn của Zalo. Đó. Mọi người có thể vào đây để truy cập để xem thêm. Và có thể xem được lịch sử này. Đó, lịch sử này. Đấy, lịch sử mà mình cập nhật quyền admin cho Nguyễn Đăng Duy này, cập đăng nhập này, đăng xuất này. Đó. Và ở cái góc phải bên này thì chúng ta có hai cái khá là quan trọng, là cửa hàng cũng như là quảng cáo. Ở phần cửa hàng này thì chúng ta xem được tổng quan này, ở phần tổng quan này. Đấy, mọi người có thể xem tổng quan cái cửa hàng của mọi người.
cũng như là sản phẩm này, số đơn hàng, danh mục này, khuyến mãi này, và chúng ta có thể thiết lập được cái phản hồi nhanh đó. Và chúng ta thiết lập cửa hàng ở đây và thiết lập vận chuyển cũng như là phương thức thanh toán ở đây đó. Rồi, đến cái phần quảng cáo thì chúng ta khi chúng ta bấm vào phần quảng cáo này sẽ đưa chúng ta tới tài khoản quảng cáo của chúng ta. Thì ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết từng bước để quảng cáo theo từng chiến dịch, từng mục tiêu chiến dịch. Thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn sơ qua mọi người cái giao diện của Zalo Official Account. Thì hẹn mọi người ở những cái video hướng dẫn tiếp theo của mình. Tạm biệt.